Alo, bố nghe chưa? Bố nghe rõ không? Được, nghe rõ rồi nhưng mà có giọng không, có bầu không? Không, không, con nghe bố bình thường. Ok, thì lâu lắm rồi tao không có không nói một cách khác là mở cái đèn nha. Sáng sáng chứ. Ok, chào tất cả mọi người ở diễn đàn, chào Chu Phan, chào mọi người ở diễn đàn. Thì Chào lâu lắm Huy. rồi tao không có một cái có một cái này, có một cái làm những cái gì mà thuộc về cái dạng mà tượng trưng cho một cái thể chế đó, tao không có được bây giờ tao đụng vô cả, kể cả những cái người mà lãnh tụ cũ hoặc là mới, người là mất tao không có nói vào. Từ xưa giờ tao không có nói cái nát cờ. Nhưng mà hôm nay sẵn mày nói chuyện này thì tao mới đụng, tao mới nói luôn. Có nghĩa là cái lá cờ đó đã theo tao biết á, là nó đã mất rồi và nó đã chết cách đây khoảng 47 năm rồi, nó không còn hiện diện nữa. Và những cái người mà tướng soái và những cái người thuộc về cái dạng coi như nằm ở dưới cái lá cờ đó, kể cả tao cũng vậy nữa, những người đó bằng chứng là ví dụ như là đứng đầu là tổng tư lệnh, ta đã nói rồi, tổng tư lệnh quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là ông Nguyễn Thiệu cũng đã mất rồi, và ông Nguyễn Cao Kỳ cũng đã mất rồi, tất cả những tướng lãnh cũng đã mất rồi. Cái lá cờ nó không còn cái ý nghĩa gì nữa, bởi vì sao? Nó không được Liên Hiệp Quốc công nhận. Và đương nhiên ai cũng vậy thôi, người ta hoài niệm hoặc là người ta kỷ niệm hoặc là người ta lưu luyến cái gì đó là quyền cá nhân của mỗi người. Nhưng mà đem cái lá cờ ra để mình làm những cái trò lố bịch, những cái trò mà gọi như là hèn hạ, một cái lá cờ một bên sơn, một bên thì lá cờ của Úc, một bên thì là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, để làm chi, để khi cảnh sát tới á, thì là cái mặt kia ra để cho cảnh Cuốn sát lại không ra bắt. đúng không? Khi cảnh sát đi rồi thì đưa cái lá cờ phía bên kia ra ngoài, đó là một cái hành động tiểu nhân mà nó có tính cách hèn Rồi. hạ. Mà tôi nói cho bạn nghe, ai cũng vậy, có nghĩa là khi lá cờ tất nhiên là nó phải hiên ngang hùng dũng Rồi. á, mà cái này nó không hiên ngang hùng dũng mà lén lút thì nó không còn một cái gì gọi là, mình nói một cách rất là nhục nhã, nó nhục nhã thì nó không còn giá trị lâu lắm rồi, chứ nó không phải mới đây mới đào mới xới lên. Nhưng mà chẳng qua vì ở chỗ là có trận bóng đá đó, nó đã làm dấy lên một cái điều mà hầu như tất cả mọi người ở trong nước họ chấn động, có nghĩa là họ chấn động, không phải chấn động cái gì cả, nhưng mà họ cảm thấy là buồn cười, họ coi như cái đò đó là coi như một chiêu cợt, rất là con nít hẳn là vậy. Rồi cái ông mà chủ tịch cộng đồng của bên Úc cũng biến luôn, cũng mất luôn, ông bên biết gì đó, đại khái vậy, Sang không một lời giải thích. dạ Thì để tôi nói cho mày nghe, nói một cách khác chăng nữa, ngày xưa tất cả người lính giống như tao cũng vậy, cũng đứng phía dưới lá cờ đó, nhưng mà tao tính tao kỳ lắm, có nghĩa là cái gì mất là mất, cái gì còn là còn, và cái lá cờ nó không còn tượng trưng gì cả, nó không còn để cho người ta yêu mến, là bởi vì người ta hiểu rằng đất nước mà hòa bình hai miền Nam Bắc sum họp thì cái lá cờ đó mới là đáng quý. Nói một cách khác nữa chăng nữa, có nghĩa là cái lá cờ đó mà đứng dưới một cái sự mà người dân hoặc là người quân quân nhân đó có lý tưởng thì cái lá cờ nó mới có giá trị. chào Nam Để Phong. ta nói cho mà nghe, thí dụ như một cái cột cờ đi, không có cái lá cờ, nó cái cột cờ thôi, khi anh chôn xuống đất nhưng mà cái móng á, anh chôn xuống nó bày hày mà nó không có vững thì cái lá cờ, cái cột cờ nó ngã thì cái cây đó nó không có làm cái gì cả. Cái đó ta muốn nói lên cái điều đó. Ngay bây giờ nói một cách cho tôi dễ hiểu, có nghĩa là Ngô Kỷ ai cũng biết là Ngô Kỷ rồi. Ngô Kỷ là một người chống cộng đồng mồm khét tiếng ở ở ở cộng đồng hải ngoại, mà ngay bây giờ họ vẫn đem cái lá cờ ra đánh đổi bằng tiền, thì ta hỏi mày cái lá cờ nó có giá trị gì không, thấy rõ ràng không? Đúng rồi. Bởi vì cái lá cờ đó mà được đánh đổi bằng tiền, mày cho tao tiền là tao đi đốt cái lá cờ đó, thì tao hỏi mày cái lá cờ nó coi như thuộc dạng, mình phải nói nặng chút xíu, có nghĩa là vứt sọt rác rồi chứ không còn con mẹ gì nữa cả.
Bởi vì từ hồi xưa tới bây giờ cái ông Ngô Kỷ này to mồm lắm, cái là lúc nào cũng chống này kia, nhưng mà tới bây giờ tới hạ hồi phân tới, ông hiểu điều cái này, ông hiểu điều là 97 triệu dân Việt Nam mình không chấp nhận cái lá cờ đó. Thì ông coi bây giờ ông lấy cái lá cờ đó ông làm một cái có một kim chỉ nam để mà ông tranh đấu này kia, tranh đấu cái gì. Cái buồn cười cho đó, vì cho ra bây giờ ông cũng coi cái đó. Ngay bây giờ chính Ngô Kỷ cũng đã xác nhận một cái điều là cái lá cờ nó không còn giá trị gì nữa cả, và ông sẵn sàng đổi bằng tiền. Thì tôi hỏi mày, linh thiêng cái chỗ nào, linh thiêng cái chỗ nào, thấy chưa? Là tao với mày cũng đã từng đưa lên những cái chuyện mà hầu như tất cả thiên niên sử của Việt Nam mình, từ thời ông Diệm rồi từ thời ông Thiệu rồi lật đổ làm sao, rồi giết ông Diệm làm sao, tất cả cả một cái xã hội thối nát, và tất cả những cái điều đó nó không làm nên lịch sử gì cả. Rồi ngay bây giờ cái lá cờ đỏ sao vàng mới làm nên lịch sử. Lịch sử đây là lịch sử to lớn cả cả một dân tộc. Mình dùng danh từ coi như giải phóng là rất là đúng, giải phóng miền Nam rồi xong đánh đuổi quân giặc, rồi Nam Bắc một nhà, xung hợp một nhà, Nam là non sông liền một cõi. Cái điều đó là một cái điều thiêng liêng. Cái lá cờ đó anh Phượng, anh Peter Phượng với tao đã nói rất là nhiều lần, cái lá cờ đó tượng trưng gì? Tượng trưng cho cái sự bạo động, bạo lực, kích động và bạo loạn. Thậm chí chính phủ Mỹ còn lên án, đã in sách thành sách, đã nói cái lá cờ đó là lá cờ khủng bố. Thì nói vì chỗ đó cái lá cờ đó, cái lá cờ nó không còn cái gì gọi là giá trị cả. Không thấy, có nghĩa là chỉ có đất, chỉ có người Việt Nam mình mới quái dị vậy thôi, chứ thực chất là các nước kia chẳng hạn như là Trung Quốc rồi có những cái nó có đâu, và nó có một cái Việt Nam ở bên Mỹ, nó có một cái gì, ví dụ như tới cái ngày lễ quốc khánh của đất nước đó, nó cũng treo cờ bình thường thôi, bình thường của đất nước nó, chứ nó không có kiểu giống như Việt Nam mình mà nó kỳ cục như vậy. Tôi kể cả mày biết rằng là cái cộng đồng mà China là cái cộng đồng rất là lớn ở ở Mỹ này, lớn hơn Việt Nam mình rất là nhiều đó, mà tới ngày quốc khánh của nó hay gì nó cũng treo cờ bên Trung Quốc bình thường thôi, không có cái gì cả. Cũng có anti nhưng mà người ta không có kiểu như mình, cả Ba Lan, kể cả Cuba cũng vậy thôi, nhưng mà họ không bao giờ làm cái điều trò kỳ cục vậy, chỉ có Việt Nam mới làm vậy. Nhưng mà càng làm đi chăng nữa thì cái sự Chào chưa ngủ. tàn lụi đó nó càng mau sớm tàn, nó khổ vậy. Thì bây giờ coi như là nó, ta nói mày rồi, nó xù kỳ, nó tới giờ phút cuối cùng, mà thì tới bây giờ những từ cái năm ngoái, cuối năm ngoái tới bây giờ xảy ra những cái chuyện như là ở trận những trận đá banh, còn mình thấy nó còn lèo tèo lộn tột, có nghĩa là họ càng ngày cái sự mà coi như là mà tôn thờ cờ vàng ba sọc á, ba sọc đỏ đó, càng ngày nó càng tàn lụi đi, là bởi vì nó không có chính danh. Trên nguyên tắc về pháp lý nó không có chính danh, hiểu không? Phải, nó không có chính danh, cho nên vì đó người ta quên lãng, và người tất cả những người mà chống cộng từ xưa tới giờ họ bám víu vào cái điều đó, bám víu vào cái điều đó làm chi? Họ đâu có làm được cái gì đâu. 1.000 thằng là 1.000.000 thằng giống như kiểu kia, mà như là Ngô Kỷ cũng chẳng làm được cái mẹ gì ở đất nước mình cả. Nhưng một có điều người đất nước Việt Nam mình coi là mình không thành chắc, không Chặn tính luôn chắc, đấy. là bởi vì Việt Nam mình đã hiện giờ đã vươn tới năm châu bốn bể rồi, đã vươn tinh tầm thế giới rồi, có ăn có lời ăn tiếng nói ngang tầm với các quốc gia lớn rồi. Thành ra vì chỗ đó họ không làm một cái gì cả đâu, tôi nói rồi, cái chuyện ba cái chuyện lẻ tẻ như con chí con rậm thì không có nghĩa địa gì cả, nhưng mà mình lấy làm buồn mình lại ở chỗ vậy. Có nghĩa là khi anh yêu quý, anh yêu quý cái lá cờ không ai cấm cả, kể cả tao cũng vậy nữa, có cái lá cờ đó xong ok buồn thì ruộng lấy ra hung khích cho đã đi, rồi xong rồi cất vô tủ cất đi, đừng cho ai biết, bởi khi anh đem cái lá cờ chính anh đã làm nhục cái lá cờ đó. Rồi cũng nói rồi, lịch sử các nước Nhật cũng nói về chính Việt Nam, rồi Liên Xô cũng nói về chính Việt Nam, kể cả Cuba cũng nói về chính Việt Nam, có những thước phim tư liệu rất là quý, đại khái là vậy. Để tao sẽ cho mày coi, tao sẽ cho mày coi hình ảnh ai toàn hát này, nó nói cái miệng thôi mà nó không bao giờ nó nói hở ra kêu là gì, cái gì gọi là gì, mình nói ra thì nó kêu mình đội bô bưng bô gì, tao không biết đâu mà. Khổ lắm, tôi nói không phải là khổ gì, ta cũng không phải là một điều gì biết gì, nhưng mà có cái điều gì có Anh nghĩa thật chứ là hết. anh chỉ nói võ mồm thôi, anh chỉ nói võ mồm thôi, trong bài là anh không có mẹ gì cả. Và những cái thành phần đó là những thành phần lừa đảo, rốt cuộc thì cũng quyên tiền thôi, rốt cuộc cuối cùng là cũng quyên tiền thôi,
bây giờ nó cho mượn tiền, nó quyên tiền sao mà nó chửi lộn nhau chí chóe, tiền bạc không ở mấy cái bên hải ngoại nè. Không có đâu, họ vẫn có ăn nào. Tao có hỏi rồi, tao cách đây vô tình mày nhắc tao mới nói, tức như là Campuchia qua đây họ vẫn giữ tập tục của họ và họ vẫn ăn Tết đúng cái ngày của đất nước của họ, tức như là cái lễ là lễ té nước, tức như là xịt nước ra đó. Rồi người Lào cũng vậy nữa, có nghĩa là ở đây người ta vẫn thầm tuần theo đất nước của họ, họ treo cờ của họ, họ không bao giờ họ làm những chuyện rùi bu giống như người Việt mình. Và tao cũng biết là mới đây tao cách đây mày nhắc ví dụ đó, tao bây giờ tao mới hỏi tuần trước thôi, mới hỏi trong 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 nhà hàng tao, những người Lào và những người Campuchia hình như ăn Tết ngày tháng 4 là ăn Tết của họ, thế thôi. Nói như vậy để cho mày hiểu là chỉ có cái dân tộc Việt Nam mình là những người mà chạy ra qua đây rồi đại khái là nói là tôn thờ cờ vàng rồi biết gì đó thì họ làm những cái chuyện rùi bu thôi, chứ thực chất là không có đất nước nào mà giống như kiểu đất nước Việt Nam cả. Rồi căm thù đất nước, rồi đủ đủ quyền rủa, rồi làm chuyện rùi bu, không có một cái loại người nào mà giống y chang như người Việt Nam mình qua nước ngoài này cả, nó hẳn là như vậy. Đúng là thành phần lạc Mày nghĩ loài, mày coi bố coi. công nhận không? Đó, thành phần lạc loài là không sai chút xíu nào, không giống một cái sắc dân nào, không giống một bộ một, một một dân tộc nào, rất là kỳ cục. Đúng Con mời rồi, bố. hở ra cái gì, hở ra cái tiêu diệt tà quyền cộng sản mà toàn đụng đích danh không kể như cỡ như Hùng Lân, trời ơi là phun mắt đồ hỉ mũi chưa sạch được má, tào lao thiệt tình nó đổ bà điếc người ta. Tao nhiều khi tao cũng chẳng thèm muốn nói là bởi vì 1 triệu thằng như nó đụ má cũng chẳng làm được cái móng chân gì Việt Nam cả, trời ơi nó khổ lắm, kêu gào đụ má gì trời ơi mẹ, toàn là dân tào lao không à, đụ má thứ gì mệt quá. Bởi vì tao nói mày rồi, có một cái like nào như tao cũng nói với mày phải rồi, hồi xưa đã từng nói rồi, khi người ta đấu tranh để người ta giải phóng đất nước là cái điều nó có mục tiêu lý tưởng chính đáng. Bởi vì dân dân ngoại xâm đã xâm nhập vào ở đất nước, đô hộ đất nước mình, cài cài xới đất nước mình ra, bom đạn nổ trên đầu mình, cái chuyện đó là họ đấu tranh là cái chuyện chính xác, đúng rồi. Còn bây giờ đất nước mình 2 năm miền Nam Bắc 3 miền cùng một mối, cùng một dải non sông, cùng một mối, không có một đất nước nào, trong khi đó đất nước của mình càng ngày càng phồn thịnh, người dân có cơm no áo ấm, tất cả mọi việc đều hoàn chỉnh và người ta đang phát triển và có thể là ta vươn tay hoặc vươn đưa đưa mặt ra ngoài nước ngoài và đã leo lên Liên Hợp Quốc ngồi rồi, là đã thậm chí chủ tịch của Liên Hợp Quốc luôn, mấy nhiệm kỳ luôn, ASEAN rồi đủ thứ loại G7 rồi các cái rồi đủ chung mày nhân quyền đầy đủ trên trời luôn, có cái gì mà tranh đấu, có gì mà đấu tranh, Với một cái này nữa đâu là có bố buồn nè, cười chứ cái này con có nói là tranh bố đấu nghe để nè, cái gì. cái này con xin chia sẻ với bố nè, chắc bố sẽ nhìn ra được nhiều vấn đề đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn lại cái sự việc cách đây 30 năm và hiện tại đúng không? Hồi đó Việt Nam chúng ta như thế nào, sơ hở ra là bị mấy anh lớn mấy anh bự đè đầu rồi, mày ho là tao cấm vận nha, mày ho là tao phong tỏa nha, đúng không? Còn bây giờ thì thế nào, mấy anh lớn Việt Nam chơi với tao đi, nâng tầm đối tác chiến lược đi, mày chờ cái gì nữa, chứ mày không chơi chơi với tao thì cái đó là cái gì mọi người? Mặc dù chúng ta tếu táo nhưng mà mọi người nhìn xem cái đó là cái gì, cái đó có phải là cái tài lãnh đạo của Đảng Cộng sản họ đã mang lại được cho nhân dân, mang lại được cho đất nước, nâng tầm vị thế của đất nước Việt Nam chúng ta đi trên trên thế giới hay không? Rõ ràng chưa, cái này là không chối cãi được nha. Chúng ta lấy hai cái cột mốc đó, chúng ta Đúng đối chiếu, rồi, chúng ta so sánh là chúng ta thấy rõ liền. Bố công nhận cái con điều đó không? Đó, qua cái góc chính nhìn xác, đó đó, bố thấy thế nào, con mời bố. thì theo tôi theo bố thấy từ bố cũng nói rồi, có nghĩa là càng ngày cái vị thế của Việt Nam mình trên cái trường quốc tế á, họ càng cao. Chính là những mấy ông lớn ngày xưa, mình nhớ kỹ cái điều này nè, Mỹ nó cấm vận Việt Nam mình và nó vu ai quan, nó vu cho mình và nó kêu hội đồng bảo an không ba ở an liên quốc trừng phạt Việt Nam mình vì Việt Nam mình xâm chiếm vào Campuchia, nhưng mà nó đâu có biết rằng cái chuyện mình giải phóng Bôn Bốt. Cái điều đó tao muốn nói là một cái điều này nè, có nghĩa là thế giới và kể cả thằng Mỹ, Liên Hợp Quốc còn nợ Việt Nam một lời xin lỗi Đúng rồi bố. sau khi biết ra sự việc, sau khi biết được ra những sự việc này đâu và đó là toàn là thứ mẹ dân trùm mafia không chứ làm gì nó không biết được, nhưng có cái điều nó ghét
thời đó cách đây khoảng cái thời kỳ mà mình ăn bo bo, cái thời kỳ coi vậy là cái thời kỳ nó gọi là mình gọi là cái gì ta, thời kỳ mà ăn bo bo mình, nó gọi thời kỳ bên Bao mẹ cấp tự nhiên hả? là tại vì tôi quên thời kỳ Bao cấp cấp vợ, đúng không? nhưng mà cái thời kỳ đó mình gọi là bao cấp, thời kỳ bao cấp á, mình khổ riết bất riết bao nhiêu, bị cắt đứt cường quốc Đúng trên rồi. thế giới, bị xa lánh, nó nói mình là cái thì bây giờ nó bị nó nhào vô tư mình, thằng nào cũng vậy thôi, Việt Nam mình điếm lắm, có nghĩa là gì mày chơi với tao tức như là mày có cái cách lợi dụng thôi, thế thôi chứ không có mẹ nên gọi như Việt Nam mình là ok chơi thì chơi, nhưng mà có điều qua Việt Nam mình rất là thận trọng, vẫn có giữ lập trường là 3-0, 4-0 gì đó đại khái vậy, không liên hiệp, không bè phái, không đảng phái, là bởi vì sao mình mở mình, tao nói mày rồi, nếu mà mày mướn nhà đó mày có thể mày không thích thằng cha chủ nhà này, mày có thể mày bỏ mày đi, nhưng mà cái đất nước mình sát bên cái thằng lớn, mà cái thằng này biết bao nhiêu năm, cả ngàn năm nay nó cứ làm ra, nó cứ làm hoài, thì tao hỏi mày sao mày bứng cái đất nước mày đi đâu vậy. Thành ra chúng ta mình phải có một đường lối ngoại giao khôn khéo, có nghĩa là tao làm vậy đó mà mày không được quyền làm gì tao cả, cái điều đó mới là hay. Và Việt Nam tài tình đến mức độ hầu như là đủ, nó cứ làm mà mình không chịu thì nó không có làm gì cả. Việt Nam mình có một đường lối ngoại giao rất là cực kỳ cực phẩm luôn á, nó thẳng là vậy đó. Mà rõ ràng mấy cái thằng nước ngoài này bây giờ nó không còn cái gì để mà nó chửi rủa Việt Nam mình, nó thẳng này đụng với nó, cái đè đầu của Việt Nam mình, nói mà bị Trung Cộng đè đầu cởi cổ, mà thì mày ở trong người nó một cách khác đó. Như mày ở trong nước á, mày ở trong nước á, mày có sợ Tàu không? Nó khác như Việt Nam không ai sợ chứ á, rượu từ Nam Bắc vô cái sợ rượu, mà ở bên này nó cào mặt, nó cào phím, nó khóc, nó lắp, nó làm như ca ông nội nó chết rượu, kỳ cục. Có nghĩa là giống như cách đây mấy bữa con nói là bây giờ nó không còn cái gì, nó quơ hoài, nó quơ hoài, nó đụng cái gì nó làm cái đó, cái đụng cái gì nó khóc cái đó thôi, đụng một người đổ thừa đụng tùm lum, bây giờ nó tuyệt đối rồi, nó mất phương hướng rồi, nó mất phương hướng rồi, đang đụng cái gì nó đổ thừa, cái gì nó cũng chụp cho nhà nước, cái gì nó cũng chụp nhà nước, nó nói xấu đủ thứ à, thậm chí ba cái vụ mà buôn lậu nó nói nhà nước nó đứng sau lưng đồ, rồi cái chiếc tác cái đồ mà cũng đứng sau lưng, nói chung là cái gì xấu là nó đưa hết cho nhà nước đồ. Là bởi vì sao Mà mày không ngộ cái thấy buồn phải không, tại không bố thấy tức cười không? Bố với mọi người thấy điểm điểm tức cười điểm nào không? Theo luận điệu của họ đi đúng không? Theo luận điệu của họ là Đảng Cộng sản cái gì cũng xấu hết á, đúng không? Mà nghịch lý cái mà nếu mà là xấu á thì tại sao các nước lớn cứ đòi chơi với Đảng Cộng sản, đòi kết bạn với Đảng Cộng sản, đòi nâng tầm chiến lược lên với Đảng Cộng sản là sao? Vậy cuối cùng là ai xấu? Cuối cùng là ai xấu? bởi vậy bên đó mình mới nói cái điều này, cái ra cái mỏ mấy thằng này là cái đầu mỏ chí rằng là mình không quan tâm, quan tâm là mình chỉ nói là những điều này nó thì chắc chắn là không bằng được tổng thống Mỹ hoặc tổng thống Nga, tổng thống các Pháp hoặc là khác châu Âu, đại khái là vậy à. Tại làm sao mà nó nói mình là coi như là này kia là độc tài độc đảng gì không biết được, cái điều đó đủ nó làm nó rất yêu nó la dữ lắm, nhưng mà ta không có nói chuyện con nít đủ, tôi nói chuyện người lớn đủ. Ô mà thằng Mỹ hiện giờ đang muốn đủ đang tầm chiến lược rồi các cái đầu Việt Nam mà chưa phải lúc và ta cũng không thích rồi, lại thấy vậy chơi thì chơi vậy thôi, ai là không biết rồi, giả rã tâm của thằng Mỹ từ xưa giờ tao có nói mày rồi, mặc dù nó ở nước Mỹ thật nhưng mà cái đường lối ngoại giao của thằng Mỹ rất là độc ác từ xưa đến giờ, bà Việt Nam mình đã từng trải qua rồi, Việt Nam mình chính là một cái bài học rất là đau xót đúng không, cái đâu cái tổ chức ngu vậy trời, Việt Nam mày rồi bây giờ ta nói thật mày Bố rồi cầm, đủ, bố cầm. bây giờ đã qua ta nói lần nữa, sau cái sự hòa bình này của Việt Nam mình bắt đầu từ ngày 1975 giờ là 1.000 lời sau, đừng có thằng nào ăn hiếp nữa, là bởi vì quá nhiều kinh nghiệm đau thương chiến tranh, quá nhiều kinh nghiệm bom rơi đạn lạc, tới bây giờ mình coi những cái thước phim chiến tranh mình còn rỡn da gà, mình còn rỡn tóc gáy, và thì mà còn phải nói là sự đau thương trách trời đồng bờ tính biệt, 2 triệu người dân chết vì chiến tranh chứ đâu có đơn giản gì đâu, mà toàn là chuyện vô cớ không, mà mày ở đâu bên phương tựa tay nửa cái bán cầu phía bên kia bị đại dương biết kia không, tự nhiên kéo quân qua đổ bom lên đầu tao rồi lấy lý do ừ mà cái lý do được mà gì bức tường gì ngăn chặn cộng bức tường thành đều ngăn chặn cộng sản nghe đủ, mà tao mày không qua bên nước khác mà làm nước tao, nhiều cái sự vô lý rất là buồn cười, là rõ ràng tao nói là nó đúng thôi, chúng có mẹ sao Bố qua Philippines qua qua bố Đài Loan qua đủ mà Trung Quốc nó làm đi, nói gói nói dạ gói nói là để là ta nói từng cuối cùng rồi ta xuống, có nghĩa là gì ở đây ta muốn nhấn mạnh là một cái điều là đừng đem lá cờ ra làm trò cười nữa, bởi vì khi đem đúng lá rồi cờ bố. như vậy nó là một cái loại loại một cái điều nhục nhã, bởi vì không
cái lá cờ mình phải hiểu nè, hiên ngang bay trong gió, cái điều đó mới là điều hãnh diện. Nhưng mà từ hồi xưa giờ 47 năm nó không còn hiên ngang nữa, là bởi nó gục mẹ rồi. Giống như nãy tôi nói với do mày là cái cột cờ, mà cái chân cột cờ bị mối mọt, nó ăn mẹ nó chân thì nó sụm bà kè rồi, còn dựng lên con mẹ gì nữa, dựng nói cho nó dễ hiểu. Và cái lá cờ đó không có để Liên Hiệp Quốc không công nhận thì lấy cái gì để mình sống? Ta đã từng nói tụi bay rồi, bây giờ nếu mà tôn thờ cái lá cờ đó, những người nào mà tôn thờ là ok, tôi cũng ở là cờ, tôi cũng ở lá cờ đó, nó ra mà tôi cũng là người lính Việt Nam Cộng Hòa đây nè, sườn nam bộ binh nè, anh cho tôi biết cái bộ thông tư lệnh đâu để tôi tới trình diện. Nó không chỉ mày, có cái cho tao biết là tao tới trình diện chứ, tao là lính mà. Nó không cho, đủ nó kêu nó không biết, đủ chứ không đủ má vậy bữa nó kêu lính chán. Bởi tao nói thiệt này, một cái một một ngay cái cờ nào mà hiện giờ đang trị vì đất nước mình, làm cho nó cơm no áo ấm người dân là cái lá cờ đó tuyệt vời. Và ngay bây giờ mình không phải nói tao cũng thiệt mày, tao ở nước ngoài tao không có Việt Nam, nhưng mà ở Việt Nam cái lá cờ đỏ sao vàng là chẽm chệ trên Liên Hiệp Quốc, bay tung bay với các lá cờ của cường quốc thế giới, thì cái lá cờ đó là lá cờ chính danh. Nó là một cái điều tao nói cho mày nghe, đó là một cái lá cờ chính danh và tất cả được thế giới công nhận, đúng không? Thì chính đó là cái lá cờ của tổ quốc. Tao chỉ biết tao chỉ nói vậy thôi, còn ngoài ra tất cả các lá cờ khác không còn giá trị nữa. Và tao nói cho mày nghe rồi, cái lá cờ gì nó rẻ mạt đến nỗi bây giờ đổi bằng tiền, ngô kỹ đổi bằng tiền luôn. Thì tao hỏi mày lá cờ có mẹ gì đâu nữa, nó vô giá trị luôn, thấy không? Tiền đủ má lá cờ của Trung Quốc là lá cờ thiên gì mà đủ má, mà cho tao tiền thì tao đốt cho, mà đưa tao tiền thì tao đốt, đủ quá vậy, tao giết mẹ rồi, đủ quá thôi rồi, đúng không? Có thiệt là đâu giờ. Ok tao xuống đi cho. Ok, muốn gặp rất là nhiều ạ. À.